thời gian có nghĩ khôn dấu biết bao hiểm nguy. Ta luôn đi lên tiến tới tiếp bước đường công lý. Chưa có đám đôi mà ba đi tiếp con đường sai. Hơi nhỏ đó, mình ngồi dồn lên trên để mình thấy rõ hơn. Với lại ở trên này ấm hơn bởi vì có hai cái máy sưởi của nghe vào mặt mình luôn. Xin mời ngồi sát trên này dùng toàn này. Cảm ơn là thân của cha, cô đi sĩ xin mời cha cũng đứng lên đây cho mọi người ngắm cha. Chào tất cả các bạn, ba chị em, cha sĩ với tôi là học từ bên Việt Nam trong chuyến biển. Ta hai em rất là thân nhau. Cha sĩ hồi đó thì sau 75 thì tôi vào Sài Gòn học, nhưng mà vì tất cả các chuyến biển đều đóng cửa hết, nhưng mà còn chỉ có chui thôi. Thì mỗi lần mà tôi đi Sài Gòn về thì đều gặp cha sĩ nghỉ hè. Đưa cuốn sách chạy cột giống như là Harry Potter, nhưng mà cái đó là triết lý của triết gia Anh của người Đức, cương của người Đức đó. Tôi sợ quá, hồi đó cha toàn đọc sách cả đó không thôi. Và cha sau hôm đó thì cũng đường biên qua Pháp, và qua Pháp thì cha học mấy tiến sĩ về kinh thánh. Tiến sĩ Việt Nam cũng rất là hiếm, không có bao nhiêu người cha không có đến để đầu ngón tay. Và cha tốt nghiệp đại học Strasbourg, một đại học rất là nổi tiếng ở Âu Châu. Và đại học Strasbourg có 20 người coi như là lãnh giải Nobel, tức là những người rất là nổi tiếng về vật lý hóa học hoặc là về các ngành về nhân văn. Vì vậy tổng thống Macron của người Pháp hiện tại cũng xuất thân từ đại học Strasbourg. Nhưng mà nói về kinh thánh, chúng ta có một dịp rất là hiếm có, cha có thể nói cho chúng ta nghe đến cái phúc âm của thánh Marco, một phúc âm đầu tiên và viết rất là nói về con người của Đức Kitô rất là hay, và chúng ta đã nghe là bằng cha sĩ với một người rất là làm nổi về kinh thánh, để cho chúng ta được có dịp mà thưởng thức ý nghĩa cũng như là tin mừng của thánh Marco. Và chị em có câu hỏi nào muốn thắc mắc gia đình nhà thích và nhà thích các bạn hãy xin cho mình cha sĩ. Xin chào quý bà chị em, xin cảm ơn cha Nhân, cảm ơn cha Tuấn Anh. Chúng ta trước khi mà tôi nói chuyện thì chúng ta cùng cầu nguyện với nhau hát một cái kinh gì đó để cho Chúa đến tận tác động đến tâm lý của chúng ta, để chúng ta đón nhận lời Thiên Chúa nói chuyện về cái thánh, có nghĩa là cầu nguyện vì lời của Chúa đã đến với chúng ta. Xin hát một bài gì đó.
kính thưa quý ông bà và chị em, tối hôm nay chúng ta nói về tên bệnh cao tăng mắt cô. Tôi nghĩ rằng là cái điều tôi nói thì quý ông bà và anh chị em có thể cũng đã biết rồi. Tôi chỉ muốn trình bày là cách rất là đơn giản để chúng ta có dịp gọi là hiểu biết hơn một cái người thanh sự mà năm nay chúng ta đã có dịp nghe những cái bản tin mừng của ngài trong những ngày chủ nhật rất nhiều. Vì cái tin mừng nó ngắn nên hiện giờ thì những cái ngày chủ nhật thì chúng ta nghe tin mừng của thánh Gioan, tại vì thánh tin mừng của thánh Marco trong tin mừng 5D không đủ để cho chúng ta đọc hết 52 tuần. Và cái điều thứ hai là chúng ta đây để thăm cha nhân, nhưng mà cha nhân lại có nhận nhảy là đi nói chuyện với ông bà bạn chị em, chứ không phải qua để những chương trình mà thăm bạn bè mà có dịp để nói chuyện. Và hôm nay thấy là trước mặt có rất nhiều người đã đến nghe thì chúng ta cùng nhau ôn lại, tức là ghi lại những cái điểm rất là có thể là quý bà bạn chị em đã biết rồi. Thì cũng xin nghe lại thì trong cái bài nói chuyện hôm nay có ba điểm rất là đơn giản. Cái điểm thứ nhất là chúng ta cần biết và chúng ta nhắc lại là thắc mắc cô là ai, ngài biết tin mừng cho ai và khi nào ở đâu. Rồi chúng ta cũng nói nhanh qua về những cái đặc điểm của tinh thần thắc mắc cô, tại vì mỗi cái thánh sử khi họ viết tin mừng thì họ có những cách viết riêng và so với các thánh sử khác. Và cái thứ ba thì chúng ta phải có chắc có hàng rất là nhiều thời giờ để mà khám phá tất cả những cái điểm trong các tin mừng. Nhưng mà có một cái điểm rất đặc biệt mà trong thánh Marco mà chúng ta ít khi nghe nói đến, tức là cái bí mật đến quốc tế. Cái bí mật đây á, thực ra đó là một cách viết của ngài thôi, mà cái đặc biệt của thánh Marco là cái bí mật là tại sao khi mà Kitô rao giảng ngài là đấng Messiah, tức là đấng Kitô trong tiếng Hy Lạp, tức là đấng cứu thế, nhưng mà ngài chuyên môn là ngăn cấm người ta nói các anh em đừng có làm cái chuyện đó. Nên chỉ đó nó hơi đặc biệt thì chúng ta hiểu là tại sao mà có cái chuyện đó. Cho nên để trước tiên khi đi vào cái bài nói chuyện thì tôi cũng có một cách là cho quý bà mẹ anh chị em coi một cái chân dung, một cái bức hình. Thực ra có nhiều lắm cái hình mà người ta vẽ về thánh Marco thì có rất là nhiều. Thì đây có một cái hình tôi đã dựa trên mạng thôi, thì chúng ta thấy là thánh Marco này thì chúng ta thấy đương nhiên chúng ta không có biết cô mà còn ngại như thế nào. Và trong những cái cô đó họ cố gắng, người họa sĩ họ cố gắng diễn tả lại, nhưng mà trên đó thì thấy có những cái điều mà đằng sau thì có công thuyền, có vượt biển, thì nhà truyền giáo thì họ đi vượt qua đại dương để đi đến một cái xa để ban truyền. Nhưng mà có những cái điểm rất là hay, ngài cầm cái cuốn sách, thì cuốn sách đó thì chúng ta biết là cuốn sách tin mừng rồi, tại vì chúng ta cũng biết rằng là ngài viết chép lại cái tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Và nhưng mà có một điểm thì thực ra tôi thấy cái hình này không phải là để nói những cái chuyện mà chúng ta đã biết rồi, nhưng mà cái bà chị em thấy ở dưới chân này có một cái con của sư tử, nó rất là đặc biệt như vậy. Thì tôi thấy là cái điểm tượng của cái con sư tử này á, là khi mà chúng ta đi vào các nhà thờ của Tây Phương đó, thì chúng ta thấy là trên cái bục mà để sách để mà đọc các cái sách bài đọc cái chúng nhật, đọc các sách tin mừng hay là lời Thiên Chúa, thì chúng ta thấy có những cái biểu tượng như là con chim cưng hay chim đại bàng, hay là con sư tử, hay là con bê, hay là cái mặt người. Thì chúng ta biết rằng là những cái biểu tượng đó là những cái biểu tượng của bốn thánh sử, tức là thánh Marco, Matthew, Luca và thánh Gioan. Thì chúng ta thấy là cái con sư tử này nằm dưới chân của thánh Marco, thánh sử Marco, và chính là cái biểu tượng của ngài. Cho nên khi đi đâu chúng ta đi vô thăm viếng cái nhà thờ, coi trên cái bục giảng hay là cái bục mà để sách, chúng ta thấy có bốn cô bạn đó, thì chúng ta mới hiểu tại sao là cái con nào là biểu tượng của thánh nào. Thì biểu tượng của thánh mặt là con sư tử. Nhưng mà người ta đều hỏi tại sao lại khi không lại có một cái biểu tượng con sư tử nó nhảy đọc đây ở đâu ra. Thực ra với cái giáo hội chúng ta thì nó cũng đơn giản thôi,
tại mà họ đến từ Kinh Thánh thôi, rồi giáo hội mới gắn kết cho các cái biểu tượng đó. Thì chúng ta biết rằng là trong bốn cái biểu tượng đó thì phía mà nó chỉ là những con thánh mạng là cái con sinh tử, thánh luân cha, thánh đức tử luân cha là cái con bò con bê, và thánh Gioan là con chim đại bàng, và thánh Matthew là cái mặt người. Thì tại sao mà có cái biểu tượng đó? Thì thứ nhất là khi chúng ta đọc trong cái sách mà ngôn sứ Ezekiel á, chương 81, chương 1 từ câu 4 đến câu 10, thì người ta cái ông tiên tri trong cái thiện kiến, tức là thấy về Thiên Chúa đó, thì chúng ta không có nó hơi dài đọc đây, nhưng mà cái ông ngôn sứ Ezekiel này á, ông thấy là hàng nghìn tôi nhìn thì kỳ có một con dây bảo từ phương bắc thổi đến, nó đam mê lên, đám mây lớn, tức là những cái hiện tượng đó là biết là chúng tiên cứu diệt ra đó. Nhưng mà ở chính diện đó có cái gì từ như bốn sinh vật, đây là dáng vẻ của chúng trông như người ta, một sinh vật có bốn mặt và bốn cánh, còn chân của chúng thì thẳng bằng chân từ bàn chân con nê, lấp lánh như đồng sáng láng, bên dưới cánh có những bàn tay giống người quay về bốn phía, mặt và cánh của bốn sinh vật cũng đều như thế. Cánh của chúng đeo vào nhau lúc đi, chúng không quay mặt vào nhau, nhưng cứ thẳng phía trước mặt mà tiến. Còn bộ mặt của chúng thì chúng đều có mặt người, cả bốn đều có mặt sư tử bên trái, cả bốn đều có mặt bò rừng bên trái, cả bốn đều có mặt phượng vàng. Đó là cái sách dạy Ezekiel á, khi mà ngài có cái kỳ kiến về theo cái thể loại sách khải huyền thì có những hình ảnh như vậy, tức là có liên quan đến cái sự mặc khải của Thiên Chúa. Rồi sau đó trong sách khải huyền khác là cái cuốn sách cuối cùng của Thánh Gioan, của truyền thống Thánh Gioan á, thì chúng ta thấy người ta cũng nhấn lại những cái biểu tượng, những cái thị kiến đó, tức là Thiên Chúa diễn ra với những cái người thánh, cái người mà viết cuốn sách khải huyền. Thì ngài viết như thế này: con vật thứ nhất giống như sư tử, con vật thứ hai giống như bò tơ, con vật thứ ba giống như mặt người, con vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay. Bốn con vật ấy còn có sáu cánh, chung quanh và bên trong đầy mắt. Ngày và đêm chúng cùng mình hôn lên rằng: Thánh, Thánh, Chí Thánh, Đức Chúa Thiên Chúa toàn năng, đấng đã có hiện đến và đang đến. Thì qua hai cái bài phúc âm chúng ta thấy đó, thì đã có bốn cái con vật đó rồi, mà bốn con vật đó không phải là ngẫu nhiên. Trong cái mặt trại trên thánh, họ dùng những cái hành hình ảnh đó để diễn tả lại một cái gọi là một cái màn mà Thiên Chúa mặc khải cho loài người. Thì sách sẽ khải thiện họ dùng một con vật đó, thì chúng ta thấy là thánh 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 chí thánh, thì chúng ta cũng thường hát trong các buổi lễ của chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng là giáo hội mình trong cái truyền thống đã lấy bốn con vật này, họ không có sáng tác ra, họ cho các cái biểu tượng bốn con thánh sử. Nhưng mà tại sao thánh đối với thánh con ngày hôm nay biểu tượng con sư tử là do sách Tin Mừng ngài viết khởi đầu bằng khung cảnh hoang mạc núi rừng, nơi thánh Nga sinh trưởng, ăn chay cầu nguyện giữa những sư tử và muôn loài hoang thú. Thì những cái người tổ tiên của mình rất là đơn giản, thấy cái bắt đầu là quan trọng lắm. Bởi vì trong các cuốn kinh thánh Do Thái, cái tên của cái sách thánh là những cái hàng chữ bắt đầu, vài cái chữ bắt đầu. Thì trong đó thánh Marco bắt đầu bằng cái hoang địa, là thánh Gioan ở trong hoang địa đi lên dạy, nên ngài nhắc đến con sư tử bằng muôn loài, cho nên người ta lấy con sư tử gán cho thánh Marco. Rồi chẳng hạn như là thánh Luca, tại sao con bò, là tại vì khi ngài bắt đầu câu chuyện bằng những cái cuộc tế lễ trong đền thờ mà người ta tế lễ, thì đa số là những con bê, con bò, cho nên họ lấy con bò làm cho thánh Luca. Chẳng hạn như là tại sao con đại bàng thánh Gioan bay trên cao, thì thánh Gioan là cái người viết phúc âm sau cùng, sau tức là vào khoảng năm 90, thì ngài có một cái nhìn rất là thông thái, hiền triết. Bằng chứng là cái bài đầu tiên của ngài, người ta nói là cái bài dẫn ra vào tiếng mình á, ngài nói là từ viên thị đã có muôn lời, những cái ngôn từ rất là hiền triết, cho nên người ta nói là con đại bàng bay trên cao, nó có tầm nhìn rất là xa và nó suy nghĩ sâu hơn, cho nên gắn ghé
phép cho Đấng Giê-hô-va và Ngài biết sâu, Ngài có tầm nhìn rộng và xa và Ngài biết rất là sâu sắc. Bắt đầu bằng cái bài gọi là từ khởi trời đã có ngôi thờ bằng ngôi lời đến từ Thiên Chúa, tất cả những cái đó, những cái giọng văn rất là hiệp triết. Và cái thánh Matthew tại sao là mặt người? Tại vì chúng ta thấy là Matthew khởi đầu cái tên mừng của Ngài bằng cái gia phả của Đức Giê-xu Kitô, mà khi nói đến gia phả thì nói đến con người, cho nên lấy mặt người ngắn nhất cho Matthew. Thì chúng ta biết rằng là giáo hội chúng ta khi dùng những cái biểu tượng như vậy là có liên quan đến mặt khải Thiên Chúa. Và thứ hai nữa là để nói cho chúng ta biết rằng các thánh sự đó, Ngài biết không phải là kể chuyện là lịch sử hay biết ý cuộc đời của Đức Giê-xu Kitô giống như chúng ta biết về cuộc đời của nhân này nhân nhân nọ, nhưng đó chính là mặt khải của Thiên Chúa, mà mặt khải của Thiên Chúa là cái nền tảng của đức tin của chúng ta. Thì đó là điều rất quan trọng trong đức tin của chúng ta, là dựa vào lời Thiên Chúa, và lời Thiên Chúa không viết bởi con người nhưng bởi mặt khải của Thiên Chúa. Cho nên khi chúng ta bạn chia ngay các cái bài viết thánh sự, chúng ta tiếp cận trực tiếp với lời Thiên Chúa, đó là khi khởi đầu. Và tiếp theo đến là để biết, chúng ta nói ở trong truyền thống đó thì người ta nói là tại vì người ta thể gọi cũng biết ông Marco là ai. Chúng ta có thể biết ông thánh Phêrô, tại vì các tin mừng nói rất nhiều. Chúng ta biết ông thánh Phaolô, chúng ta biết ông thánh Gioan, chúng ta biết cái tin mừng Maria, có những cái tên như vậy chúng ta biết. Nhưng mà cái ông Marco này từ đâu ra thì không ai biết, nhưng mà chính Ngài là biết cũng tin mừng của ông thánh Marco. Thì chúng ta biết cái điều thứ nhất là thánh Marco thì không nằm trong 12 tông đồ. Tại cái nhóm 12 đó, 12 tông đồ thì họ gần với cái câu hỏi dễ hơn, nhưng mà thánh Marco thánh sự này không thuộc về cái điều chúng ta biết đó, là không thuộc về tông đồ của Chúa Giêsu. Thì theo truyền thống, tức là theo những cái người gọi như các thánh giáo phụ thế kỷ thứ 2, thứ 3, thì chắc có lẽ Ngài khi mà Ngài cũng giảng cho những cái người nghe, thì người ta cũng hỏi ông thánh Marco là ai, thì có nhiều thánh giáo phụ cũng cho rằng thánh Marco có tên là Gioan hay là Gioan Marco, là người Do Thái sinh ở Jerusalem. Người ta không nói về cha ông, nhưng nói về mẹ ông là người nhiệt tâm với truyền giáo của Chúa Giêsu Kitô. Thì những cái thông tin này á thì cũng do mấy thánh giáo phụ họ nói lại, và những thánh đó là không phải cùng thời với các thánh cùng đây, khoảng từ thế kỷ thứ 2, thứ 3, tức là khoảng chừng vài trăm năm sau. Có theo truyền thống, tức là theo qua những cái bài giảng kể chuyện của các thánh giáo phụ đó, thì người ta cũng cho rằng là ông thuộc gia đình khá giàu có, Chúa Giêsu đã chọn ông để ăn bữa tiệc ly, là phép thánh thể. Đó là những cái truyền thống thôi. Đức mẹ và các tông đồ, các bà học đức cùng ở đó, và các tông đồ chờ Chúa sống lại ở nhà này, chờ Chúa thánh thần cũng tại đây. Thì họ cho rằng là khi mà các những cái người mà tín hữu đầu tiên đó họ họp nhau lại đó để chia sẻ bữa ăn thánh thể và bữa ăn giữa với nhau đó, thì có thánh Marco ở đó và có đức mẹ cùng ở đó. Rồi có một cái truyền thống khác, người ta cũng nói rằng là thánh Marco là môn đệ thánh Phêrô, là người cộng tác với thánh Barnabé và thánh Phaolô trên đường truyền giáo. Thì mấy cái này là cái tên Marco có xuất hiện ở trong sách Công vụ Tông đồ, nên họ nói như vậy. Thì cái lời chứng xưa nhất là của ông giám mục Tapias, tức là giám mục này khoảng từ năm thứ 100 hay là năm thứ 110 đó, là xưa nhất. Thì giám mục này đồng thời với thánh Polycarp, tức là cũng là thánh giám mục, là những cái người mà vào thế kỷ thứ nhất và thứ hai đầu tiên đó, tức là thế hệ tiếp sau thế hệ của Đức Giêsu Kitô. Thì lúc đó là các thánh tông đồ đã chết rồi, các thánh giám mục hiện tại đó. Thì giám mục Papias viết rõ ràng rằng Marco là người giúp thánh Phêrô trong việc giảng dạy và đã ghi chép thành cuốn sách. Thì cái ông Papias này có một cái là ông nói rõ ràng như vậy, thì mình tin vào ông đi. Thì Ngài nói là thánh Marco là người giúp cho thánh Phêrô, tức là cũng đi với thánh Phêrô và giảng dạy và ghi chép thành cuốn sách. Rồi sau đó cũng có những người đánh giá khác như thánh Cucino khoảng 150, thánh Irene cũng thánh quan trọng của Ngài cũng nhắc đến khoảng thế kỷ thứ 3, thánh
là mua cũng là những cái thân giác phụ hết hồi đó hay là và trong cái thời đó bài cho chúng ta biết một bài chi tiết về thánh mắt khô, tức là thực ra chúng ta biết về những cái ngài biết thì quan trọng rồi, nhưng mà con người ta thì hơi tò mò biết ngài là ai, thì cũng nhờ các thánh giác phụ này chúng ta biết một chút xíu, tức là chúng ta tin vào những cái người đó nói. Và trong cái thư thứ nhất của thánh Phêrô chương 5 câu 13 đó thì có cái chữ tên là thánh Phêrô nói là Marco con tôi đó. Ở đây người ta mới nói à, có lẽ thánh Marco là môn đệ hay là đồng hành hay là một thánh Phêrô, nên cho nên nói là Marco con tôi đó. Không biết là một cái người Marco này có phải là thánh Marco thánh sự hay không, nhưng mà chúng ta không hiểu ở đó. Hoặc là trong sách Công vụ Tông đồ 32 câu 12 cũng có người ta biết được là Gioan biệt hiệu là Marco. Thành ra người ta mới nói tại sao ông còn có tên là Gioan và có biệt hiệu là Marco. Nhỏ nhặt nhưng mà đặc biệt là đó là một cách suy luận. Rồi hạt là Đức Giêsu rời cái vùng Cana non, Đức Giêsu gọi Levi, tất cả những cái đó là nằm trong cái miền mà nơi thánh Phêrô ở, hoặc là lời tuyên xưng của thánh Phêrô cũng quan trọng lắm. Tại vì trong thánh Marco diễn tả cái lời tuyên xưng của thánh Phêrô quan trọng lắm, hoặc là người thanh niên giàu có, những cái chi tiết đó thì người ta thấy rằng có lẽ thánh Marco chắc một cái người môn đệ mà còn trẻ còn nhỏ và cũng không xa lạ với các tôi, có thể là đi theo một cái chú tiểu đồng mà nó giống như bên Phật giáo, đi theo cái người lớn rồi xong cũng có thể bị sai lạc, nhưng mà cũng có thể biết được nhiều chuyện. Cho nên đó là những cái mà chúng ta đọc thấy trong tinh thần của thánh Marco. Bây giờ mình giải thích là như thế nào. Chúng ta thấy là cái câu chuyện mà tôi vừa đọc ra thì không biết là quý bạn chị em đã có bao giờ để ý đến những cái câu chuyện đó hay không, hay là chỉ nghe vậy thôi. Mà khi mà đọc ra đây chúng ta mới thấy là ngài có những cái bắt cô những cái chuyện viết văn rất là hay, mà cái tình tiết gọi là cái bí ẩn bắt cho cái người đọc phải khám phá. Bây giờ chúng ta thử khám phá. Thì tôi nói cái khám phá thứ nhất mà Satan nó ma quỷ thì nó không có làm những cái chuyện đúng rồi, tại người ta nói sự thật người ta cũng thể nói sai nên không đúng. Và tại sao các môn đệ cũng như được mấy người trưởng thành á, thì có số người bị cấm thì họ nghe, có người không bị cấm thì họ bị lo lắng cũng không hết. Thì cái giải thích thứ nhất là cái vấn đề thương khó và tự nặng, đó là một cái hồn nhiệm rất là khó đối với con người. Chính chúng ta ngày hôm nay cũng rất khó hiểu được cái hồn nhiệm đó và chấp nhận cái hồn nhiệm đó. Cho nên cái hồn nhiệm đó là một cái hồn nhiệm đức tin, mà đức tin không phải một ngày hay hiểu với một cái đầu óc là chúng ta có thể nhận được mà ngay. Có lẽ là vì cư tôn giáo chúng ta ngày hôm nay chưa có hiểu và chưa tiếp nhận được, vì con đường của Chúa Giêsu là con đường thập giá. Và như thế Đức Kitô đến không phải là làm phép lạ, mà Đức Kitô chứng thực là con Thiên Chúa khi mà ngài chịu chết trên thập giá và phục sinh mà thôi. Đó, cái đó là chúng ta khẳng định như vậy, nhưng mà hiểu rất khó. Cho nên chúng ta thấy là cái văn sau này của Thánh Gioan á, cả cái vinh quang của Đức Kitô là trên thập giá rồi, khi treo lên chứ không phải là trên ngài phục sinh đâu. Đó, khi treo lên thập giá là vinh quang rồi. Đó là cái vấn đề hành học rất là cao siêu, mà rất là không phải là cái người nhà người bình thường không hiểu được, mà muốn hiểu cái chuyện đó là phải có đức tin. Mà đức tin không phải bằng trí tuệ thôi, mà nhận ra được cái mầu nhiệm đó. Thì tôi không phải là nói là những người học kinh thánh, những nhà thần học, đôi khi họ chưa chắc là có đức tin hiểu được cái mầu nhiệm thật giá và sự sống lại của Kitô, bằng một cái người mà nhỏ bé rất tầm thường mà họ cảm nhận được cái đó. Có thể là họ không có diễn đạt được bằng những người trong thái, nhưng mà chưa chắc những người trong thái có đức tin bằng họ. Thì cái câu chuyện là tại sao cái vấn đề thứ nhất là vấn đề thương khó và tự nặng, không phải là nói là Đức Giêsu là đứng thực tế là con Thiên Chúa. Thì chúng ta thấy ma quỷ thì đúng rồi, họ biết là con Thiên Chúa. Người ta thấy là các môn đệ trong cái hành trình của Đức Giêsu Kitô, các môn đệ chưa có hiểu cái ý nghĩa của sự thương khó. Bằng chứng là họ trên đường đi đó, khi mà ngài thông báo về sự tự nặng và phục sinh đó, dùng thánh Phêrô mới khen ngài nói là ngài là con Thiên Chúa, mà chúng ta đâu có hiểu gì. Khi ngài thông báo về tự nặng một cái là ông thánh Phêrô kêu lôi Đức Giêsu ra đằng sau, nói là
thưa ngài, ngài đừng có nói như vậy, Thiên Chúa không có để ngài làm vậy đâu, vì Thiên vì Đức Giêsu ra trọng trọng nói chứ cái sự việc mà không phải cái bài tâm sáng này không phải là suy nghĩ của Thiên Chúa mà suy nghĩ của ngài ngươi, cho nên rồi có trong những cái đoạn văn khác như là trong cùng cái đoạn văn đó mà trong sách Sách Chiên ngài còn lắm nóng ngài mắc nặng hơn là nói là sáng tâm rời khỏi ta, tức là mới được khen đó cái hôm cái cuộc sống cái gì ra một trận tôi là tiếp thụ đã chúng ta thấy là cái một việc nó rất khó hiểu, cho nên cái những cái chuyện môn đề khi cái Giêsu chết họ chạy nó không tin ra là và khi sau này họ trở lại và mới hiểu được nhận ra và mới chịu chết được tại tất cả các môn đề là đều bị chịu đạo một trường thánh quan là như cái chỗ cái nhà đi cho đến tổ khi một dịp họ chúng ta thì chưa tới cái trình độ đó nhưng mà hy vọng chúng ta có thể hiểu được cái đó. Cho nên chúng ta thấy là cái lý do mà quan trọng nhất đó là đi vào cái tin mầu nhiệm ở Việt Nam, cái mầu nhiệm đó là của Tôn giáo. Mà cái mầu nhiệm đó đến ngày hôm nay của biết chúng ta thì rất là khó chấp nhận thế rồi và nhiều người họ là vui bác chúng ta về vấn đề đó. Vấn đề là tự đặt xin trên kia thánh giá mà có nhiều người cũng khó chấp nhận cái đó. Họ tin vào Thiên Chúa để cho tôi được sống hạnh phúc chứ bắt tôi đi theo con đường của ngài. Cái con đường đó là cái con đường mà hy vọng phục sinh đó thì rất khó. Tuy rằng là cái mầu nhiệm rất lớn thì chúng ta thấy tại sao là thánh Marco đã bắt đầu cho chúng ta chú ý đến cái đó để đưa tới cái sâu thẳm của cái mầu nhiệm để làm phục sinh như thế nào. Cho nên chúng ta thấy là cái bí mật nó bắt đầu lộ ra, tức là Chúa Giêsu không bao giờ công ngủ ngài là cũng mới xa hết. Cái ngài giống chúng ta nói là mấy cái ông khác ông chính trị ông tới ông nhiều hơn, nó khác với những nhà chính trị nói là tôi là cái người xứng đáng để hiện ra các anh này. Các anh phải tin tôi tại vì tôi là chức bầu cho tôi làm tổng thống, tôi sẽ dẫn dắt và cứu độ các anh. Nhưng mà Đức Giêsu Kitô thì ngược lại muốn đi vào cái sự cứu độ của ngài là những cái người nghe ngài đó phải nhận ra ngài là cứu độ chứ không phải ngài tự xưng là tôi là một cái mặc khải duy nhất trong tin mừng là những cái mặc khải ta là những gì lành và kiên nhẫn trong lòng mà thôi, chứ ngài không bao giờ nói tôi là những Messiah hết, mà ngài hỏi các môn đệ hay hỏi người khác để cho họ nhận ra cái điều đó. Và chúng ta cũng vậy, khi chúng ta chưa nhận ra được á thì chúng ta chưa có đi vào đức tin, cho nên chúng ta thấy cái điều đó là cái điều đặc biệt của đức tin của chúng ta là nó rất ở không thể đợi và thời gian chủ, tức là ngài hỏi á, ai có tai thì nghe thì nghe, các con nghĩ gì, chứ ngài không nói là ta đây là Messi người đến các con phải tin, không có chuyện đó. Ngài chỉ mặc khải duy nhất trong thế gian và nói rằng ta là thánh hiền là bà kia nghiệp trong lòng và không bao giờ ngài nói là ngài Messia hết. Nhưng mà cái điều quan trọng không phải là ngài nói, nhưng mà ngài là chấp nhận cái tuyên xưng của thánh Phêrô chẳng hạn, như là ngài lại hỏi các ông còn anh em bảo thầy là ai, ông Phêrô trả lời thầy là những Kitô, Đức Giêsu liền cấm ngài, các ông không được nói được. Nhưng ngài lập tức áp đặt im lặng là vì sao? Tại vì cái con đường nhận ra Đức Kitô không phải là cái lời nói bằng trí óc, nhưng mà nguyên cả cái chứng nghiệm của cuộc đời. Chúng ta thấy sau này thánh Phêrô chối Chúa rồi sau đó trở lại và chịu chết thì đó là chứng nghiệm thật sự. Cho nên chúng ta thấy là tại sao mà Kitô truyền im lặng là một cách, tức là chúng ta thấy cái ông thánh Marco này không phải người tầm thường đâu, biết diễn tả cái sự im lặng đó để mặc khải đưa chúng ta tới một cái mặc khải thần học rất là sâu xa, không phải là cái con người tầm thường. Và các câu sau đây cho biết lý do của sự im lặng này, chẳng hạn như là trong cái chương 8:31-32 đó, chúng ta thấy là rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thường tế cùng kinh sư lại bảo giết chết và sau 3 ngày sống lại. Người nói rõ điều đó không út mở, ông Phêrô liền kéo đi người đang bắt đầu trách người. Thì chúng ta thấy là có những cái chuyện như vậy, tại vì cái mầu nhiệm tự làm của Kitô không phải là cái mầu nhiệm dễ chấp nhận, cho nên người ta phải nhất từ từ và nó có những cái văn bản khác thì cái văn bản trung tâm thì đó là cái lý do thứ nhất. Rồi thì chúng ta thấy là để qua cái đó thì chúng ta biết rằng đó là cái lý do chính tại sao Chúa Giêsu cấm loan báo, vì người ta sợ là người ta hiểu sai ý nghĩa cứu độ của ngài. Tại vì đa số những cái người nghe ngài á, lúc mà ngài đến Jerusalem á, người ta muốn tôn ngài làm vua để giải thoát cho họ và làm cho họ nhiều phép lạ, cho họ ăn uống và làm những cái gì họ muốn, như chúng ta cũng muốn Thiên Chúa làm cho chúng ta như vậy đó.
Thiên Chúa muốn cho chúng ta muốn Thiên Chúa làm cho chúng ta những cái điều mà chúng ta không làm được, nhưng mà trong cái đức tin của Thiên Chúa thì chúng ta Thiên Chúa muốn cho chúng ta hiểu những cái điều Thiên Chúa hướng dẫn cho chúng ta làm để chúng ta giải thoát theo cái con đường của Đức Kitô. Hai cái điều đó là khác nhau. Cho nên khi mà chúng ta người mà gọi là chưa có hiểu được cái nhân chứng đó thì khi mà ông sát bác cô viết như vậy thì không có lại gì, và một khi đó là một cơ viết tăng để cho người ta đi vào. Khi chúng ta đọc lại như vậy, chúng ta mới hiểu sâu hơn cái lý do của mọi người mà tình đàn và phục sinh. Và cái lời giải thích thứ hai, tức là chúng ta thấy là chúng ta ngay cả các môn đệ của Kitô chúng ta kêu là thắng công đồ này kia, mà khi ngài bắt đầu đi theo ngài là không phải họ biết hết mọi sự về đức tin đâu. Chúng ta thấy là có nhiều người ấy, khi đến gần và tình đàn phục sinh, họ còn hỏi là họ còn kêu mẹ tới hỏi là trong nước của ngài thì ai ngồi bên phải ai ngồi bên trái. Họ cứ lo là cái người này có chủ đứng, người kia có chủ đứng hay không, rồi họ cứ lo chuyện khác mà họ không có lo. Người Chúa Giêsu nói là các con có uống được cái chén nắng, nào uống tôi hỏi nắng ok tôi được uống được, mà không biết cái chén nắng đó là gì hết, nhưng mà chỉ cái nhắm tới cái chuyện khác thôi mà. Nhưng mà sau đó cũng may là sau khi Chúa Giêsu chết, họ biến đâu mất, rồi sau đó họ trở lại và họ trở thành cái môn đệ gọi là như người Đức Chúa Giêsu cuối cùng. Thì chúng ta thấy là trong cái tin mừng của Thánh Marco thì cũng cho chúng ta biết điều đó, tại sao ngài cấm các môn đệ không có làm báo một cách gọi là mau chóng về cái gọi là cái Đức Kitô là cái thứ thế. Vì sao? Bởi vì các ông chưa có trình độ để hiểu, tại vì chưa qua cái tình trạng đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là đối với các môn đệ ngài rất là khắc khe, ngài hay trách mắng, ngài thường khen các cái dân ngoài là các con có đức tin lớn, nhưng mà ngài không có khen với môn đệ đâu. Vì sao? Tại môn đệ là cần có cái đức tin thực sự để loan báo cái mình hiểu cho người khác và cái mình sống cho người khác, chứ không phải là chỉ có nói trong lòng không. Chẳng hạn như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy một số ví dụ, chẳng hạn như là trong đoạn 4 câu 13 người nói rằng anh em không hiểu dùng ngôn này thì làm sao hiểu được tất cả các dùng ngôn, tại vì những cái gì Chúa nói với ông cũng không hiểu đâu đó. Hoặc là người học các ông sao nhanh thế, làm sao các em mà chưa có lòng tin theo cái Kitô mà không đồ mà chưa có lòng tin. Hoặc là vì các ông đã hiểu ý nghĩa rất là bánh há nhiều, lòng trí các ông còn ngu muội. Biết cái câu rất này người nói với các ông cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Tức là hôm nay mình nói các anh ngu như bò thì cũng đau đớn lắm, nhưng mà anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao bất cứ cái gì bên ngoài và trong con người thì cũng thể làm cho con người ra ô uế. Hoặc là chương 8 ngài nói biết thế, người nói với các ông sao anh em lại bàn tán chuyện anh em không có bắn, anh em chưa hiểu thấu xăm, lòng anh em ngu muội thế, anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, anh em không nhớ sao? Tất cả cái đó chúng ta thấy rằng là cái lời lẽ trong Thánh Marco của Chúa Giêsu rất mắng mấy ông môn đệ rất là mặt đạo. Vì sao cũng dạy dỗ cho họ, tại vì mình các thánh của chúng ta ngày hôm nay là các môn đệ cao trọng, nhưng mà bị Chúa Giêsu rất mắng cũng nặng đề ghê lắm, phiêu phản không. Nhưng mà ngài khen, ngài không tắt chúng ta, chúng ta không có sức năng để ngài tắt đâu. Nhưng mà ngài tắt mấy cái ông gần ngài tắt mấy ông là phải làm việc cái đau dạng là bị tắt nhiều lắm, tại vì phải học nhiều hơn nữa để biết ngài nhiều hơn nữa. Cho nên chúng ta thấy là đó là một cái lý do, và chúng ta thấy rằng là dạng hàng chiều của Phêrô đó, vì Chúa Giêsu nói là Satan lui lại đằng sau thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng Thiên Chúa mà của loài người, cũng bị trách. Trong Phêrô mới tuyên xưng đức tin đó là được khen, cái lời anh nói không phải là xác thịt, là do thần trí. Khi qua cái câu thứ hai thì trách mắng các thần lệ, chúng ta thấy đó là cái lý do mà tại sao mấy ông bị cấm, tức là phải hiểu rồi mới nói. Rồi chẳng hạn như là cái đoạn chính đó, chúng ta đọc thấy rằng thật ra các ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng, các ông tôn lệnh đó, nhưng hoàng bằng hỏi nhau từ gọi chết sống lại nghĩa là gì, từ gọi chết sống lại nghĩa là gì, không ai hiểu gì đâu. Khi nào ra là cuộc đời mới hiểu. Nhưng mấy ông mà nghe ngài nói báo trước thì cũng không biết gọi chết sống lại làm gì có chuyện đó, không hiểu là gì hết. Và chính tác mắt cô nói ở đây là người đáp: ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin, tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa. Chúng ta thấy rằng là ngài đi với các ông thầy đôi khi cũng tăng phiền, giống như ông thầy đạo của mình. Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin, cái tấm nóng này làm này lắm,
tôi phải cùng các anh cho đến bao giờ. Đó, những cái trách mắng là rất là hay, và chúng ta thấy rằng đó là những cái điều mà chúng ta nói ở đây qua một cái điểm đặc biệt, có thể là khô giãn đến một số người, nhưng mà đối với chúng ta, đối với tôi thì tôi thấy là cái điểm đó rất hay để nói lại cho chúng ta biết ngày hôm nay để kết luận rằng chúng ta nói rằng khi đọc cái mừng thánh Marco, cái điều quan trọng của chúng ta ngày hôm nay cho thế giới ngày hôm nay là thế giới của Đức Kitô, mà Đức Kitô là một con người, bao giờ người ta cũng đặt một cái câu hỏi trên ngài, dù cái người tin hay không tin, những cái người họ làm phim về ngài, họ làm bất kỳ gì họ có thể làm cho chúng ta sốc kê, nhưng mà Đức Kitô luôn là một dấu hỏi cho thế giới ngày hôm nay, người tin cũng như không tin. Có những người thì bôi bác Đức Kitô, có những người chấp nhận Đức Kitô, nhưng ngài luôn luôn là một câu hỏi, đó là cái điều chúng ta phải suy nghĩ. Và khi Kitô hỏi đó cho chúng ta thì chúng ta là ở trong cái thuộc cái thành phần và vấn đề của ngài, thì chúng ta cũng là một Kitô hỏi cho thế giới xung quanh. Thì cái điều thứ nhất, cái kết luận thứ nhất cho chúng ta muốn nói qua cái mừng thánh Marco đó, thì chúng ta đi nhà thờ đọc kinh, đọc các nên suy nghĩ, suy ngẫm một chút về cái vai trò của chúng ta, làm sao cái đức tin của chúng ta diễn đạt được cái tin mừng về Đức Giêsu Kitô, tin mừng cho thế giới. Vì khi nhìn thấy chúng ta sẽ đặt một cái câu hỏi cho thế giới, và chính cái câu hỏi đó chúng ta có thể là bị mắc bớ, có thể bị loại bỏ, mà cũng có những người thay chúng ta. Vì Đức Kitô khi ngài đang giảng, không phải 100 người nghe ngài đều ra ngoài đến đâu, mà rồi họ cũng đem lại chết trên thập giá. Thì cái vấn đề thứ hai đó là vấn đề thập giá của chúng ta, cái con đường. Chúng tôi cũng muốn nói là quý bà cha trong đạo để được hạnh phúc giống như là chỉ đạo khác, để chuyên chú ban ơn cái chuyện đó là chắc chắn, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng cái con đường hy vọng của Đức Giêsu Kitô là con đường thập giá, con đường của loài người. Và Đức Giêsu Kitô hiểu được cái đó không phải là dễ, không phải là hiểu được theo đau khổ là chúng ta phải chết với ngài, phải đau khổ với ngài, sau đó được hạnh phúc trên thế gian này. Cái chuyện đó thì không có sai, nhưng mà cái chuyện chúng ta phải nói ở đây có nghĩa là hiểu được cái thân phận con người, và qua cái sự đau khổ đó chúng ta không đè nén và thất vọng và chết đi, nhưng mà trong cái sự đau khổ đó chúng ta nảy mầm một cái tình yêu, một cái niềm vui và một cái sự sống. Tại vì cái nghịch lý đó không có tôn giáo nào nói ngoài cái Jesus Kitô. Các anh chị em đứng trong những cái căn bệnh tột cùng, nằm dưới cái sự chết, nhưng mà cha anh chị em vẫn loan báo cái niềm hy vọng của Đức Kitô qua cái đó. Đó là một cái nghịch lý rất lớn, và cái mầu nhiệm rất lớn là chúng ta phải sống, và không phải là chỉ để nói theo cái kiểu trí thức, nhưng mà chúng ta đã sống cái nghịch lý đó và chúng ta làm chứng cho cái nghịch lý đó. Và cái nghịch lý đó là cái nghịch lý mà cái nghịch lý của cái Đấng Cứu Độ và cái niềm hy vọng của thế giới. Thì chúng ta thấy là Đức Giê-hô đã không thấm cho một cái bà gọi là Elizabeth de la Trinité, thì cái người mà sống trong cái nghiệp lý đó, sống trong cái tồn tại của Đức Xã Hội thì giữ được cái niềm vui và tuyên bố cho tin mừng đó. Đó là cái điều thứ hai. Và điều thứ ba là cái thế giới ngày hôm nay cần cái niềm hy vọng đó của chúng ta. Thế giới ngày hôm nay chúng ta đi truyền đạo đó cũng không phải giống như tin lành, là nói là loan báo tin mừng cho Đức Kitô, mà đi sau giáo hoàng Francisco bảo chúng ta đi vào đường ven đó, có những người họ sống trong và là cái sự đau khổ tột cùng hay bị loại ra, nhưng mà Đức Kitô không có xóa bỏ những cái người đó, giống như ngài chỉ vậy đó. Thì chúng ta là những cái người mang nhân chứng trong đó thì phải sống nghĩa là giống như là một cái nghi thức, chúng ta không có làm 100% giống như ngài hay là các thánh, nhưng mà chúng ta theo gương của các thánh và theo gương ngài, thì qua cái mừng thánh cũng mời gọi chúng ta sống một cách đơn giản như vậy giữa các người với nhau. Đó là ba điểm mà chúng tôi muốn cho chúng ta qua cái câu chuyện đó hôm nay. Tuy rằng đôi khi nó cũng hơi khó về tiếng Lâm Ca, sự khó lắm cái ngôn ngữ đó. Tuy rằng thánh mất tôi cũng được từng một cái ngôn ngữ để thực học, nhưng mà cái thực học đó tôi nghĩ là không phải chỉ có những người thông thái mới thông hiểu được, mà có thể những người rất là bé nhỏ và tầm thường họ có cái kinh nghiệm về thiên chúa đôi khi còn nhiều hơn là những người thông thái. Đó là cái kinh nghiệm về cái mầu nhiệm tự đạt và phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Xin cảm ơn và biết các bạn chị em. Bây giờ các bạn chị em có bất cứ câu hỏi gì thì tôi cũng sẵn sàng để chia sẻ và trả lời những gì tôi muốn và những bạn chị em biết. Mời phụ nữ tới. Thưa cha, chúng con rất là cảm ơn cha đã cho chúng con một phần rất nhỏ của nghĩa như thế, bởi vì kinh thánh là cả một kho tàng mà
nếu mà 27 bộ sách đó chắc có lẽ phải tới 72 năm nghiên cứu cũng có thể vẫn còn có những chuyện để nghiên cứu. Thôi các con không phải là có thắc mắc, nhưng mà con xin cha cho con thêm ý kiến nữa về cái thứ nhất đó là thánh Marco có phải là cùng thời với lại thánh Luca, thánh Phaolô hay là thánh Gioan hay cha? Đó là cái thứ hai đó. Dạ, cái thứ hai đó là như cha nói thì cái lối viết, lối viết của thánh Luca là lối kể chuyện, mà thường thường kể chuyện thì phải theo thứ tự thời gian quan trọng. Như vậy thì nhưng mà con nghe nói là những các cái câu chuyện hay là những các cái đề, những cái của các thánh tổ phụ, không phải các thánh tổ phụ mà của các thánh viết ra trong kinh thánh thì không theo thứ tự thời gian. Thì như vậy đó thì làm sao mình giải thích được hai cái vấn đề mà nếu như vậy thì sáng chiều đó cái câu hỏi đó nó cũng trả lời để cho chúng ta biết. Tôi hồi nãy tôi nhấn mạnh cũng đầu về cái lối văn tường thuật đó, là cái lối văn của người viết tiểu thuyết đó. Thứ nhất thì nói là khi anh hỏi có đồng thời hay cùng thời không đó, thì nó đồng thời có nghĩa là cái khoảng cách là từ thế kỷ thứ nhất. Tại vì những người đó thì khi mà các thánh tông đồ chẳng hạn, ví dụ các thánh đồ khoảng chừng 20-30 tuổi cùng với Đức Giêsu Kitô, thì ông thánh Phaolô lúc đó là mới có 10 tuổi, thì thánh Marco cũng có thể là 7-8 tuổi, hay thánh Luca là còn nhỏ hơn thánh Phaolô, tức là sau đó một chút, thì có thể là họ không biết Đức Giêsu Kitô. Tức là cùng thời có nghĩa là ví dụ là tôi so với những cái người mà 7-8-90 tuổi, tôi 60 tuổi, thì mấy người khác mấy em nhỏ 20-30 tuổi cùng đồng thời với chúng ta, nhưng mà cũng không là cùng tuổi. Cho nên nó cũng gần nhưng mà cũng là xa. Tại vì nhà thánh Marco là tôi nghĩ rằng là nếu mà có thể là cùng biết Đức Giêsu Kitô mà thánh Phaolô là không, chẳng hạn như vậy, có những cái người đồng thời nhưng mà không cùng tuổi và nó khác nhau. Tức là nên khi mà thánh Phaolô, nếu mà thánh Marco thì gọi là theo con của ta, tức là ông lớn thì có đồ đệ nhỏ, chẳng hạn như thế. Theo cũng như là tôi sau tôi tưởng có những cái người đến sau mà đi theo đến tôi thì còn chừng 20-30 tuổi, thì cách nhau thì mình cũng có thể là gần nhau, mình cũng có thể là xa nhau, đó là cái câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai là nó rất hay, như bạn nói cái lối tường thuật không có nghĩa là kể chuyện ra thời gian. Anh biết khi mà những cái người văn theo lối tường thuật là họ sử dụng thời gian để diễn tả một cái sự thật trong cái đó. Cái cách sử dụng thời gian ở đây á, không có nghĩa là các nhân biết. Nếu mà anh biết cái chuyện mà ví dụ như ngày hôm nay thứ hai xảy ra này, thứ ba xảy ra này, thứ tư xảy ra này, thì câu chuyện nó rất là ngắn mà không nói về những cái sự thật nào hết. Mà những cái người viết văn từ đời xưa cho đến ngày hôm nay không ai làm cái quản lý thời gian theo cách đó hết. Mà khi các anh chị em mà học viết văn từ Việt Nam hay Úc hay Mỹ hay tất cả gì đó, vô học cái lối tư thuật là phải học cái cách quản lý thời gian. Cái quản lý thời gian như tôi nói là hay như là viết văn gì em thấy coi cái phim là Bốn Đám Cưới Một Đám Tang á, ví dụ như họ diễn tả, ví dụ như là cái người đó họ đám cưới nhà thờ 16 giờ chiều, nhưng mà họ diễn tả cảnh trước đó rồi ở trong thành phố. Nếu mà thực sự mà xảy ra như vậy thì họ sẽ không có 16 giờ trong thành phố, tại vì cái anh vừa ngủ trong ngoài đường ngoài phố đó là chạy thì còn là 2-3 tiếng rồi anh tới đó là phải là 7-8 giờ tối rồi, mà không có tới đúng 16 giờ chiều là của nhà thờ. Cho nên cái lối quản lý thời gian là một cái lối diễn tả sự thật rất là sinh động. Thì mỗi thánh sử có một cái cách quản lý thời gian khác nhau. Ví dụ cái quản lý thời gian của thánh và không gian của thánh Luca là hiện tại Đức Giêsu đi từ Nazareth tới Jerusalem, không có đi luôn đi tới không ạ. Thánh Gioan thì thực hơn, thánh Gioan thì ngài biết là trong cái cuộc đời của 3 năm đó thì trong cuộc gì nhiều năm tiếp đến một năm phải lên hành hương đi luôn đi về đi xuống đi lên từ Nazareth tới Jerusalem. Còn thánh Marco thì cái quản lý thời gian chúng tôi nói lại rất là dồn dập, cho nên cái quản lý thời gian để diễn tả một cái sự thật đó là cái điều thứ nhất trong lối tường thuật. Cái điều thứ hai như anh nói là trong cái lối mà kể chuyện các thánh hồi xưa đó, họ nhắm đến cái sự thật đức tin, mà sự đức tin đó thì chúng ta phải vận dụng tất cả những cái gọi là cái không gian, thời gian và nhân vật để đưa tới một cái sự thật sâu hơn là cái sự thật bên ngoài đó. Thì nó là cái lối viết văn, mà cái lối viết văn nó nhiều giờ người ta vận dụng. Nhưng mà khác với cái gọi là cái lối ứng xử của cái thời hiện đại và chúng ta không hiện đại, tại vì chúng ta thấy phải phân biệt như thế này. Khi nói về sử ký
cái sự khi chúng ta nó là thiện cảm tăng ở cái chỗ đó. Ví dụ như là tôi thấy tôi làm khảo cổ, tôi thấy một cái điểm nhỏ thôi, tôi suy luận nó là cảnh lớn. Nhưng mà người xưa họ dùng những cái chúng ta là cái khung cảnh lớn để mà giải thích cho một cái việc nhỏ hai cách khác nhau. Thì cái lối viết sử của cái thời hiện đại này, chúng ta nói không hiện đại, tức là cái ông Ohodot là người Hy Lạp từ thế kỷ thứ 5, họ muốn nói rằng đó là cái tưởng dựa trên những cái sự kiện mà kiểm chứng được, đồng ý. Nhưng mà trên đó, những cái sự kiện chúng ta kiểm chứng được đó, là nó có hàng ngàn cái sự kiện trên mặt, hàng triệu cái dự kiện mà cái người mà họ biết họ lấy những cái dự kiện họ muốn. Tại vì cái thời gian đó, và đôi khi nó cũng sai nữa. Cho nên, giữa cái sự thật và dự kiện nó khác nhau. Khi cái người làm nhân chứng, chẳng hạn tôi lấy ví dụ tôi có đức tin và đức Kitô, chẳng hạn là tôi được đức Kitô đánh đọc mà. Nhưng mà tôi kể lại chuyện có nhiều lúc người khác nói chứ ông này kể chuyện tào lao, chẳng hạn có nhiều người mà họ kể chuyện hơn là mystic, chẳng hạn như là ông cha bác hô Dio gì đó, ông kể là ông bị ma quỷ đến xuống giường đó, nói thì tôi nghe vậy đó, tức là ông thắng đó, nói những chuyện đó chuyện hoang đường nguyện được, nhưng mà ngài cố gắng diễn tả một cái sự thật và nó vượt qua cái trí tưởng tượng của mình đó. Nhưng mà làm sao cho người khác tin là cái chuyện khác đó, cho nên khi đó là những cái khó để mình diễn tả những cái mồm những cái tin và những cái sự thật, những cái chân lý để mình tin. Cho nên bởi vậy thì tất cả những cái nghệ thuật về con người, nghệ thuật về viết văn, nghệ thuật về diễn tả, để diễn tả một cái sự thật và cái nghệ thuật khác hơn nữa, tức là bằng cái chết của chính họ. Tại vì những cái người mà làm chứng nhân cho đến cùng đó, thì bằng cái chết của chính họ. Cho nên cái sự thật nó nằm cho đó, để cái đức tin chúng ta được truyền lại từ đời này qua đời đó bằng những cái chứng nhân đó. Nên những cái chúng ta nó có thể khác nhau nhưng mà nhắm vào cái sự thật đó. Cho nên bởi vậy cái lối văn từ còn hay tất cả cái lối văn nó nằm trong cái nghĩa đó, tức là phải sử dụng được thời gian và không gian như cái mục đích là cái truyền kể nó có thể mai một, nhưng mà cái ý nghĩa sự thật nó vẫn nằm trong đó, cái ý nghĩa mặc khải của Thiên Chúa vẫn từ đời này qua đời đó nó vẫn là một, và chỗ đó là chính là cái đức tin của chúng ta. Cho nên đó, khi mà nói đến đề sự đó, sự bố bố hô đức ngày thứ sáu thì ông nói là cái năm 1929 đó thì nó xảy ra sự kiện này. Thì hồi xưa người ta chưa đến cái sự kiện của vua Chúa, nhưng mà đó là cái năm người ta có thể xác định, nhưng mà cái câu chuyện đằng sau đâu xác định được. Đại khái như hai người nó gặp nhau họ nói gì mình đâu có biết, hay là mình thấy cái hiện tượng bên ngoài, cái sự thật bên trong mình cũng không biết. Thì đó là cái lối viết sự hiện đại, nhưng mà không phải là người ta đi quay một cái hình, quay một cái phim về đó là cái sự thật, không có. Cái sự thật nó khác hơn là cái mà chúng ta có. Thì chúng ta hiểu lầm cái sự thật ngày hôm nay qua cái sự thật lịch sử đó là cái mà nguy hại vô cùng. Nên nếu người ta hiểu, người ta quay cái này á, người ta đến tới coi mình đang cắt khúc đẹp, thì đó không phải sự thật. Để cái thấy hình ảnh hình ảnh là thật, nhưng mà cái câu chuyện nó không phải là thật, hay là cái ý nghĩa nó không phải là thật. Thì cái người từ xưa người ta có một cái ý nghĩa khác, nên chúng ta phải chú ý là cái chỗ là phải phân biệt giữa cái sự thật mà chúng ta lấy hình ảnh và chúng ta thấy chứng minh nó không chứng minh được gì đấy. Cái sự thật khi nào mà có một cái diễn tiến và một cái gọi là cái suy diễn lại, gọi là cái phán đoán thật, thì nó mới thật, dựa trên tôn trọng cái sự thật với nhau và được ban cãi với nhau, chứ không phải đưa ra cái thiết kế như vậy là thật, là nó là thật. Cho nên giữa hai cái gọi là tương phật và cái sự ký nó khác nhau. Trong cái tương tự kinh thánh nó có liên quan đến sự ký, có nghĩa là cái lịch sử mọi người, nhưng mà được tương thuật lại một cách khác. Thì không biết là quý bạn chị em có hiểu được cái vấn đề nó hơi khó về đó, vấn đề văn chương và truyền thật gọi là tương thuật. Cái tên thuật không phải là kể năm này, năm này, năm này. Mà bây giờ anh viết cái hồ chí của anh mà anh tôn theo cái đó, thì người ta cũng, mấy cái người mà họ viết văn á, họ cũng bỏ đi ra tại cái đọc nó rất là chán. Bởi vì khi viết văn phải sử dụng một thời gian. Có thể là người ta viết, ví dụ như tôi bắt đầu viết đó, anh cho chàng tôi muốn viết một cái câu chuyện đó, tôi bắt đầu bằng cái dự kiện này nào. Rồi sao không tôi ghi ra cái thời gian? Thì nó đi qua lần đàn phải sống lập hay như là lúc mà chị em có cái chuyện là Hàn Quốc đã đóng cầu và những cái chết chẳng hạn như đó, nó sống lập rồi sau đó nhảy lùi ra trước rồi nhảy lùi ra phía sau, đó là cái gọi là cái gì là cái quản lý thời gian, mà chính cái quản lý thời gian đưa chúng ta vào cái sự thật của câu chuyện. Nhưng mà thưa cha, cái đó không phải là cái kiểu quản lý thời gian trong kinh thánh phải không? Cái quản lý thời gian trong kinh thánh là một cái kinh thánh, một cái bộ sách rất là hay, cái chỗ là nó có nhiều rất cái mặt văn khác nhau, mặt văn về lời luật, về tường thuật, về huyền sử, về lịch sử, về thi ca đạo đức, về tất cả cái đó. Thì nên bởi vậy
cái hồ Văn Kinh nó không phải là một cái câu chuyện trên mà thôi, mà nó tập hợp mình gọi là cái lối văn của mình hiện tại là những cái nhìn triết học về con người, là ngay cả những người không tin đó họ nghiên cứu thánh, và cái điều đó là cái đó thì nó hơi khó hơn đối với chúng ta. Chúng ta có một cái kho tàng trong kinh thánh là cái chỗ đó, và cái lời Thiên Chúa sống động là nhờ chúng ta đọc. Và chúng ta như là anh nói hồi nãy là tôi anh nói là có phải nhiều thời gian để nghiên cứu kinh thánh, nhưng mà thực ra mình nên tránh cái chỗ đó, tại vì thánh Phêrô nói chúng ta biết là mình không có nghiên cứu gì kinh thánh hết, mà chúng ta nên làm quen kinh thánh, vì lời Thiên Chúa dạy dỗ cho chúng ta, chứ không phải chúng ta đi tìm nghiên cứu giống cái khoa học về kinh thánh. Thì chúng ta mà coi như là thường đi luôn tới với cái lời của Thiên Chúa thì chính cái lời đó dạy dỗ cho chúng ta, chứ không phải là ngược lại, không phải là ngược lại. Cho nên mình phải nhớ cái điều đó. Cho nên chứ mà chúng ta đọc kinh thánh không thể bằng kệ, nhưng mà chính cái lời Thiên Chúa đó, đó thánh Phêrô nói cảm hóa dạy dỗ chúng ta và cho chúng ta đi tới cái sự thật. Hồi trước giờ là không dám, mình sợ giáo viên đọc kinh thánh phải sợ sai đó. Nhưng mà nên bởi vì thế là họ đọc trực tiếp vào cái kinh thánh giỏi hơn mình, thì sau này giáo hội khuyên chúng ta nên đọc kinh thánh. Bây giờ Việt Nam họ cũng sợ, tức là nhờ cái người học kinh thánh chúng tôi dạy lại cho họ, nhưng mà quên mất là tôi thì cũng dạy được cái gì khác cho ai đấy. Nhưng mà chính các quý ông bà cha phải đọc lại và tìm lấy cho mình một ý nghĩa, vì chính lời Thiên Chúa dạy quý ông bà cha, chứ không phải là cái người mà chúng ta dạy lại. Và chị em chỉ có chia sẻ thôi. Trước hết con xin được cảm ơn cha, nhờ họ vừa có buổi nói chuyện của cha mà chúng con nhận ra được những biểu tượng. Nếu chúng con có đến nơi nào mà có những biểu tượng ở trong nhà thờ, chẳng hạn như là sư tử bò tơ hay là con đại bàng, thì chúng con sẽ hiểu đó là những biểu tượng của bốn thánh sử. Từ trước tới giờ con đọc sách, đọc kinh thánh đó, con rất là thắc mắc về tại sao Chúa Giêsu lại cứ truyền cho người ta là đừng có nói gì mà phải im lặng. Và con có cảm giác như con nói, con xin lỗi Chúa, nhiều khi hơi bị phạm thờ, là bởi vì con thấy bộ sang là giống y như Chúa muốn người ta đi nói vậy, mà Chúa lại bảo người ta im lặng. Đây có phải là một cách để cho người ta đi truyền những cái lời của Chúa hay không? Nhưng hôm nay con mới hiểu được rằng bởi vì Chúa sợ người ta loan những tin đó ra thì sẽ không có đúng với cái sự thật. Cũng giống như cái thời giờ mà cuộc tử nạn của Chúa chưa đến, và cũng là cái kinh nghiệm mà để dạy cho chúng con. Mỗi lần chúng con muốn tuyên xưng đức tin thì chúng con cũng vẫn cứ phải qua những cái kinh nghiệm của thời gian, của cuộc sống và những cái gì xảy ra cho mình trong cuộc đời, để rồi mình mới hiểu dần về đức tin. Nhưng mà nếu không có buổi hôm nay, cái tâm tư này của con vẫn không được giải đáp, bởi vì con cứ thấy giống y như là nó không có được thật thà. Nên á, nên con thấy là của sao Chúa lại cứ bảo người ta là đừng có nói ra, trong khi á là Chúa lại không muốn hỏi người ta mà rồi lại bảo người ta đừng nói ra. Nhưng mà có phải là đây là cái sự mọc giòn của con người, Chúa hiểu rõ điều đó nên Chúa không muốn là chúng ta là với cái kinh nghiệm hiện tại của đời sống, có nhiều khi bây giờ con thấy nhiều chương trình, nhiều cái tổ chức hay nhiều họ biểu lộ cái lòng tin của họ về những cái bí ẩn, về những cái này một cách rất là rầm rộ, thì đây có phải là một trong những cái mà trong kinh thánh Chúa muốn dạy mà con người chúng ta chưa hiểu rõ hay không? Khi vấn đề tôi nói là khi đức tin chúng ta nhận diện là bằng nhân chứng nhân, mà chứng nhân chúng ta thấy được nhưng chúng ta là mỏng giòn lắm, chứ không có mình không có hay ho gì hết. Thì cái thứ nhất là Chúa không có sợ cái chứng nhân của con người, bằng chứng Ngài là xuống làm người mà Ngài tin tưởng những cái người yếu đuối như các thánh tông đồ, thánh tông đồ Ngài là thánh Phát Cô thì rất nặng lắm, nhưng mà chính những cái người đó cột trụ của chúng ta thì Ngài tin tưởng vào con người chứ Ngài không sợ nhé. Mà cái điều quan trọng của Chúa là phải nhận ra thật sự cái đức tin của mình, cái đức tin cái đặc giá chúng ta là đức tin, và đức tin không phải là bằng trí óc mà bằng cái kinh nghiệm của cái con người tin. Và cái kinh nghiệm của con người tin nó nói lên tất cả, tại vì cái kinh nghiệm của con người tin đó, nó khác nhau và nó không có lệ thuộc vào cái trí óc, không có lệ thuộc vào cái người thông thái hay không thông thái, mà những cái người mà được Thiên Chúa đồng đến cái thân phận của mình đó, thì những cái người đó là chứng nhân rất là hay.
đó. Có thể là cái lời của nó họ đã vụng về, có thể là họ có thể là ngu dốt vì không có diễn tả được, nhưng mà những cái lời chính đó là lời chính thức vì Thiên Chúa đã trào lên cái tấm lòng của họ. Còn những cái người mà những nhà thần học thông thái chưa chắc là những cái chính nhân hay đó. Thì chính điều đó tôi muốn nói, thực ra Thiên Chúa không có sợ là loài những đứa này biết rõ những điều đó, nhưng mà cái điều cao trọng của Ngài là Ngài dám tin tưởng vào những cái người đó. Còn chúng ta đứa nào mà cả giới mình không có tin, nhưng mà Thiên Chúa thì không, Thiên Chúa tin vào chúng ta giống tin vào các thánh môn đồ á, thì Ngài cần họ có những cái tin mạnh hơn, có nghĩa là nhận ra được cái sự thật hơn thì chính họ đã nhận ra. Bằng chính là có chúng ta ngày hôm nay, chính họ đã chịu chết như Ngài tới cuối cùng cuộc đời, không phải là chuyện tầm thường. Mà lúc đầu có thể họ như chúng ta cũng không hiểu hết, chứ không phải là để bằng trí tuệ đâu. Để nhìn mấy thánh trong đồ mấy thánh Phêrô chúng ta thấy đó là do mặt đầu tiên đó, tuyên xưng được khen tin mình nhưng mà cuối cùng bị chịu cả sát đó. Đấy, chúng ta thấy đó là những cái câu chuyện mà cho chúng ta một cái bài học rất là sâu xa, bởi vì chúng ta phải khiêm tốn trước đức tin. Cái đức tin đây không phải là học theo lý 200 năm mà có đức tin đâu, nhưng mà cái kinh nghiệm sống của người Phêrô thì chắc chắn là như vậy. Chắc chắn là những người có kinh nghiệm về Thiên Chúa và họ nói lại cho chúng ta cái kinh nghiệm đó bằng cái ngôn ngữ và văn hóa của họ. Đây mỗi người một cách. À, có ai có câu hỏi? Những gì sẽ có hỏi luôn. Là thực ra chỉ có bốn thánh sử nên là có nhiều người viết về sự Chúa được. Còn có một người viết nào? Đúng. À, khoan như này nè, trước tiên chúng ta thấy là trong cái cuốn kinh thánh của chúng ta có hai cái cuốn trong tên cũng có hàng đồng sách, thì trong cuốn có 39 cuốn mà tùy theo cái gọi là cái quy điểu của Gia Lai giáo thì 39 cuốn, mà quy điểu của người Công giáo mà cũng có 45 cuốn và cái cuốn của chúng ta có 27 cuốn, thì làm sao giáo hội đã đưa vào đó là một cái chương trình gì? Đó là có nhiều cái bản văn tiếp nhận này, nhưng mà hàng ngày nó có cái chương trình cho nó là những cái gọi là những cái bản văn mà viết một cách đích thực và nhiều cho chúng ta biết được là Đức Giêsu cái mặt khải là ai. Còn trong khi đó có những cái sách khác mà chúng tôi khi mà nghiên cứu đó thì cũng phải giải đọc, nó hay lắm, người ta gọi là nguyệt thư đó, thực ra không phải là nguyệt thư, nhưng mà có những cái người chẳng hạn như là có những cái tin mừng của Đức Giêsu Maria, tin mừng của thánh Phêrô, tin mừng của thánh Thomas, giống như cái tin mừng thánh Thomas đọc thì cũng hay lắm, tức là họ kể chuyện cái thời thơ của Đức Giêsu, giống tôi nói hồi nãy đó, là Đức Giêsu chúng tôi chơi với mấy đứa nhỏ cùng tuổi 8-9 tuổi thì tụi nó coi như là làm cái con chim và thổi lên cho cái nó bay lên thì rất là hấp dẫn, nhưng mà cái câu chuyện đó nó rất là thú vị nhưng mà không có nói lên được cái mặt hại của cái tin. Hoặc là tôi đọc một cái kia gọi là tin mừng của thánh Phêrô mà ông đi giảng đạo đó, thì ông tới cái vùng mà tức là chắc họ biết vào thế kỷ thứ hai đó, tức là khoảng chừng sau 100 năm đó, ông kể chuyện khi ông tới ông thánh Phêrô, ông tới cái làng tân cáo ông giảng đạo, ông tức lắm tại ông giảng xong ông ai theo ông trên có ai nghe một chuyện mới là khi ông thấy ở trên cái làng tân cáo có một cái sợi dây treo cái con cá ta ngon, tức là cái con cá giống như cá mòi hay là cá người ta làm muối mặn để ăn á, khi ông nói trên mấy con cá nó hãy sống lại, tức là nó đang treo dây cô đó nó rớt xuống nước cái nó bơi được, cái bà con thấy là ông giảng đạo nó người ta theo đi vào đi Kitô, thì những cái tin mừng đó thì cũng không được xếp vào quy định là lời của Thiên Chúa. Và còn nhiều tin mừng khác cũng rất là hay, họ biết tức là có những tin mừng mà kể chuyện về đức tin mừng Maria như thế này kia, thì những cái khác khi mình đọc á thấy nó hấp dẫn lắm, yêu kể chuyện, nhưng mà cũng biết cũng khoảng chừng thế kỷ thứ hai thứ ba sau đó, nhưng mà không có được xếp vào quy định. Thì chúng ta thấy đó là cái gì mà nói về lời Thiên Chúa thì được xếp vào trong cái quy điển, tức là cái thư quy của Công giáo. Và cái thư quy đó đôi khi có những cái điểm khác nhau với thư quy của Tin Lành hay là thư quy của chính thống giáo, thì chúng ta thấy rằng chẳng hạn như có nhiều cái câu hỏi hay lắm, có nhiều người hỏi tôi sẽ nếu bây giờ một ngày đó người ta khám phá ra một cái sách viết bởi cái bàn tay của Đức Giêsu Kitô thì có được có nhận vào là quy điển là lời Thiên Chúa không, giáo hội hay không, thì nó đóng lại rồi không có thêm tác gì nào hết. Thì chúng ta thấy trường hợp đó là trường hợp của quy điển và trường hợp của lời Thiên Chúa, thì chúng ta có cuốn kinh thánh mà do giáo hội tất cả những người qua cái đó lập ra đó, thì cái đó là lời Thiên Chúa.
này của con người là cái tình yêu mặc cảm qua đời của con người bằng cái khả năng, những cái câu chuyện, những cái học thuật của chúng ta và diễn tả lại đức tin mà đón nhận về mặc cảm. Đó là cái một việc rất là cao siêu mà chúng ta không ít khi để ý. Dạ, thưa cha, còn một câu nữa. Có liên quan đến câu này là về cái khoảng thời gian nào mà các mọi người công nhận và đưa bố nó xử lý vào cái cuốn tập của mình? Nó là tiền tiến, tại vì khi mà thời của Giêsu Kitô thì cái cụ ước nó đã đi vào cung điện rồi. Chẳng hạn như là chúng ta thấy là Đức Giêsu Kitô đọc kinh thánh, thánh Phêrô Phaolô đọc kinh thánh, là đọc kinh thánh nó đã đi vào cung điện rồi. Thì sau đó thì chẳng hạn như là những cái thư đầu tiên của thánh Phaolô chẳng hạn, khi ngài viết thánh Phaolô viết thư là như thế này, khi mà ngài đi làm những cộng đoàn thì trong cộng đoàn có những cái vấn đề là học những giáo lý giống như vấn đề nôn lý. Thì ngài không có ở đó thì người ta mới đem những cái câu hỏi tới cho ngài, thì ngài viết thư trả lời, thì sau đó người ta mới góp nhặt lại, giống như là người ta nói là hai cái thư người tín hữu thành cô bên cô, thực ra có những thư góp lại với nhau thì người ta khi đọc người ta cũng cách là được. Nhưng mà tiếc thay là bây giờ ngày nay chúng ta không có những câu hỏi mà mang tới cho ngài, thì mình chỉ thấy những cái câu trả lời của ngài thôi. Thì khi đó là cái thì khi á, mà những cái thế kỷ đầu tiên á, thì họ bắt đầu gửi tới những cái bản văn đó cho những cái cộng đoàn khác nhau nằm trong một cái truyền thống. Và sau đó khi các tín hữu viết ra thì họ cũng gửi tới cho các cái cộng đoàn đọc. Mới đầu thì đọc những cái thư, mà sau đó họ mới nhận thấy là những cái bản văn đó là cái lời của Thiên Chúa mặc cảm cho họ. Thì dần dần á, thì tới thế kỷ thứ tức là cái quý vị không được xác định một lần, nhưng dần dần là tới vào thế kỷ thứ hai á, thì giáo hội bắt đầu đó là lời của Chúa, nhưng mà đã được sử dụng qua các cộng đoàn đọc trong một cái buổi mà chia thì thánh thể là đã coi như là lời của Thiên Chúa rồi. Cho nên được các cái cộng đoàn đã đón nhận và dần dần giáo hội chính thức là đóng cái khung đó lại. Và khoảng chiều thế kỷ thứ hai chúng ta thấy rằng đó là đi vào cái gì là từ đó, cho nên nó tiền tiến và được đón nhận và các cộng đoàn của giáo hội đến những cái truyền thống khác nhau. Có nghĩa là truyền thống đây có nghĩa là ví dụ như cái cộng đoàn mà Kitô giáo đến từ Syria thì có thể là cộng đoàn Kitô giáo đến từ những cái miền khác, tức là họ không có cùng văn hóa với nhau mà họ cùng chia sẻ tiếp nhau và đọc những cái bản văn khác nhau. Thì chúng ta thu lượm lại ngày hôm nay thì chúng ta thấy có cái bản văn hôm nay thì khi mà nghiên cứu hết thì nó có những cái là nó không khác nhau, tại khi người ta chép tay nó có thể sai, hay là có cộng đoàn này họ đọc một cái bản văn khác, cái đoạn kia đọc cái bản văn khác. Và chung chung thì chúng ta có thể thấy đó là cái 27 cuốn sách đó thì người ta đã thu nhặt lại và góp lại, đó là cái một tâm lý của chúng ta, đó là lời của Thiên Chúa. Thì các chị chứ là do con người, do giáo hội của mình thiết lập cái quy định đó. Còn ai có ý kiến hay câu hỏi gì nữa? Chắc con cũng thấy thời gian cũng chắc cũng nhiều người cũng nhà cho con đang nèo rồi. Có chị Hương đại diện cộng đoàn có đôi lời muốn gửi đến cho em. Con xin được đại diện cho cộng đoàn Thánh Benedicto về trường giáo xứ Holy Eucharist ở đây, xin rất là cảm ơn cha Phaolô Đình Sĩ và xin cảm ơn cha Nhân đã kính đưa cha sĩ đến đây để thuyết giảng cho chúng con. Đêm thuyết giảng rất là hay, chúng con có thể mở rộng được tầm mắt về thánh sử Pháp Cô mà chúng con đã nghe thánh thương nhiều lần, nghe tin mừng nhiều lần nhưng mà không có được hiểu rõ lắm. Xin cảm ơn cha rất nhiều. Tức là đọc và nhận giải kinh thánh, tại khi mà đọc kinh thánh nó có nhiều phương pháp để mà mình hiểu sâu hơn lời Chúa, thì những cái
phương pháp này cho các được viết cho các học viện thì khi mà chị em nào mà thích đọc thì cũng có thể đọc. Còn cái cuốn sách mà được trao lại một cái câu hỏi từ thánh Phaolô là của một cái ông Diamond, tức là về trên của hội giáo sư Bích những nhà chuyên dịch ra, tại vì cái sách này được dịch nhiều thứ là tăng viên trả lời rất hay về thánh Phaolô thì tôi có dịch ra, nhưng mà đang qua đây có ít quá được có mấy chục cuốn nên bây giờ đây nó còn có một hai cuốn à, thì khi mà anh chị em nào muốn có nó thì cũng được thôi, có mấy cuốn thôi. Rồi ai có nhu cầu mà mua sách về đọc chúng ta sẽ thôi sau giờ chia sẻ chúng ta có thể gặp ở kia. Chúng ta có trà cà phê nếu mà ai có vội làm ly trà không thì bạn.